Uh, chào các bạn uh, video này sẽ là video thứ ba em trung uh, mã nói về cây địa lan tứ thời và có lẽ rằng video này sẽ là video cuối cùng về cái môn địa lan tứ thời này uh, những hôm sau nữa thì em trung sẽ cập nhập những cái dòng lan khác uh, địa lan tứ thời này thì như phiên hôm qua em có giới thiệu ở trên uh, cái uh, youtube của nhà thì nó là một cái loài lan khá là hiếm ở trên thị trường và rất là ít kênh bán rất là ít nhà vườn có đấy cây này thì từ ngày xưa các cụ chơi rồi, chơi từ rất là lâu rồi. đấy thì về cái đặc điểm cây này thì như em đã phân tích ở hai video trước thì các bạn có thể xem lại, có thể xem lại. và hôm nay thì em sẽ nói về cái cách trồng cũng như là cái 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 cách chơi về cây địa lan tứ thời này. cây địa lan tứ thời này được như hôm qua thì em đọc đã, đã đọc được một cái cỡ một cái một cái, một cái một cái một cái bài viết nhiều cái bài viết về cái địa lan tứ thời này. cái này thì được người Việt ta chơi từ rất là xa xưa rồi Thậm chí là từ cái thời vua chúa rồi Thì các bạn có thể nhìn thấy những cái hình ảnh mà các quan, các vua ngày xưa ấy Là ngồi ở trên bệ rồng là có ở bên hai bên là có cái Có những cái cây cỏ linh mọc ở, ở trong cái chậu đúng không ạ Và cái bộ lá hình hai bộ lá nó như thế này Thì theo như là cuộc chơi và theo như anh em phân tích đấy là cái địa lan tứ thời Các bạn nhỉ Đấy, thế thì là về cái lịch sử và cái nguồn gốc của cái tứ thầy này là người ta chơi trước cả cái địa lan mạc xuân cơ. Những cái này. Bởi vì là nó trồng được ở cái diện tích nó rộng hơn. Đấy, trồng được ở một cái số vùng nó rộng hơn. Và cái thứ hai nữa, nó nở hoa quanh năm. Đấy là hai cái đặc điểm ưu việt đã, đã tạo cho cái dòng sản phẩm này là được người ta chơi từ ngày xưa. Đó thì với cái, với cái tính năng và cái sự ưu việt như vậy thì em thấy rằng là chúng ta cũng cũng nên nhìn nhận và chúng ta cũng nên chơi cái dòng này một chút. Bởi vì là thưa tất cả các anh chị các bạn là uh, cái thời điểm gần đây nhất thôi là cái hội trưng uh, bày hội địa lan tháng long hà nội nhỉ cũng có một cái tác phẩm địa lan tứ thời hay là địa lan nam định thì đó em cũng không nhớ đấy thì đã có một cái tác phẩm địa lan tứ thời đoạt giải uh, trong cái nhóm giải địa lan trong cái nhóm mặc lan Đấy, thì địa lan tứ thời này nó cũng nằm trong cái hướng địa lan như các bạn nhé địa lan nó khác hoàn toàn dòng lan kiếm nhé các bạn nhá, đấy địa lan là hoa nó dựng, còn uh, lan kiếm là hoa nó rủ, đấy, chúng ta cứ cứ phân biệt dễ dàng nhất là như vậy, đấy, lan kiếm là hoa nó rủ xuống nhá, hoa nó rủ xuống, đấy còn địa lan là hoa nó dựng lên, đấy về kết cấu và về sắc hoa thì nó cũng mỗi cây thì nó sẽ có một cái hình thái bông hoa và mỗi cây nó sẽ có cái đặc trưng riêng của nó, đấy quay trở lại cái địa lan tứ thời này. Thì với cái giá thể anh chị các bạn hôm qua em hôm cũng có rất là nhiều anh chị em hỏi về cái giá thể trồng. Đấy, cái này cũng là một cái một cái mà em 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 em, em thiếu sót trong cái vấn đề chia sẻ. Đấy, cây thì nó nở hoa bốn mùa rồi nhé các bạn nhé Sau khi các anh chị các bạn lấy về chúng ta sẽ cắt hết những cái bị rễ bị dập, bị gãy, bị khô đi. À, sau đấy chúng ta sẽ ngâm xuống dung dịch B1 hoặc Atonic hoặc Hùng Nguyễn cho em tầm khoảng 2 giờ đồng hồ. À, sau đấy thì chúng ta bỏ ra để và để ráo một xíu và chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành trồng. Còn ạ rồi, em sẽ nói phần thứ hai là về phần giá thể à, cho tất cả anh chị, các bạn chúng ta tham khảo. Vâng, các bạn thân mến, à, cái giá thể về trồng cái địa lan tứ thời á, thì thực ra nó khá là đơn giản. Để các bạn ạ, địa lan thì nó có khá là nhiều các loại giá thể chúng ta có thể trồng được, để tùy theo cái nhiệt độ và cái độ ẩm môi trường của từng vườn. Nhưng tuy nhiên rằng là em sẽ chia sẻ cho tất cả anh chị, các bạn một cái phác họa, một cái gọi là chung nhất chung nhất và dễ hiểu nhất cho tất cả anh chị các bạn chúng ta tìm hiểu và chúng ta tham khảo. Ở đây thì cái lô này á thì là lô giá thể mà em đã nhổ hết toàn bộ những cái cây ra. Tức là em đang chuyển vườn mà các bạn. Em đang chuyển vườn mà, đây các bạn này. Đấy em đang chuyển vườn mà. Đó, em đang chuyển vườn. Thì à, à, em sẽ nói cho các anh chị các bạn cái giá thể về để trồng một cây địa lan nói chung phát triển tốt. Thì như em đã nói ở cái uh, khi nãy là nó phụ thuộc vào cái, cái 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 nhiệt độ và cái độ ẩm cũng như là cái môi trường của từng vườn thì chúng ta lựa chọn cái sản phẩm uh, giá thể làm sao đấy để nó hợp lý và nó nó tốt nhất để cây địa lan phát triển ở khu vườn của mình thì cái giá thể này là em hay gọi vui trong cái nhóm um, địa lan rừng là đây là giá thể hộ nghèo tức là giá thể người nghèo giá thể này gồm có vỏ thông một ít này uh, chấu hun khoảng 40 phần trăm một ít đá đất đá một ít đất nhật để phủ lên trên đây mỗi có một ít đất nhật phủ lên trên phủ trên thôi nhé các bạn nhé Đấy, vỏ thông này chấu này chấu hun nhé chấu đốt qua ấy. và nhận vỏ thông với chấu đốt thôi đây vào một ít đất xếp qua mặt trên à, đây là cái giá thể này gọi là giá thể hộ nghèo để chúng ta có thể phối trộn thêm chúng ta có thể phối trộn thêm Ờ uh, một ít xỉ than nhé đây như chậu này có xỉ than này Đấy, chậu này thì cái rễ nó mọc rất là rất là sâu thì khi mà nhổ lên á thì nó nhổ lên cả cái số bọt biển ở dưới đáy chậu thì các bạn ưu tiên cho em một ít cái số bọt biển như thế này để cái công năng của nó là thấu hơi thoáng khí và giúp cái 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 cái, cái nước nó nó nhanh thoát ở trong cái chậu địa lan đấy đấy là giá thể gọi là giá thể hộ nghèo còn giá thể mà đẹp ấy thì các bạn có thể trồng 100% bằng cái đất nhật đất nhật hoặc là đất đá gì đấy em thấy rằng là ở trên mạng người ta bán rất nhiều thì em quên mất cái tên đấy bởi vì tên tiếng anh thì ở trên em thì em cũng rất là kém về cái cái, cái tiếng anh đấy, em cũng không biết là là, là gọi là gì nhưng, nhưng mà ở các shop vật tư hoa lan người ta bán rất nhiều cái giá thể đấy chúng ta trồng 100% bằng cái giá thể đất đấy thì cũng rất là tốt Đó nhá đấy đây đây thì đây thì cái này thì gồm có chấu xỉ than và một ít vỏ thông xong đấy cái này chúng ta rất là dễ tìm nhé hoặc là chúng ta có thể trồng 100% xỉ than nếu chúng ta trồng 100% xỉ than thì nó sẽ hay bị đen đầu lá các bạn ạ, bị đen đầu lá. Đấy thì các anh chị các bạn chúng ta hãy ưu tiên cho em là xỉ than tầm khoảng 3 40% nếu chúng ta trồng chưa quen. Chúng ta có thể trồng nhiều chấu và trộn ít vỏ thông vào nữa thì tất cả chúng ta trồng lên. À, khi chúng ta trồng ấy thì chúng ta đừng lấp gấp lấp sâu quá. Đấy chúng ta đừng lấp sâu gốc quá. Đúng không ạ? Chúng ta chỉ lấp một chút, một chút gốc gốc như này thôi. Đây một chút gốc này thôi. Đấy. Thì chúng ta sẽ được đảm bảo được cái cây nó sẽ nhanh ra dễ và nó sẽ cây nó sẽ rất là ôn hòa và trong quá trình trồng nữa các bạn lưu ý là chúng ta đừng trồng cao lên bằng mặt chậu nhé để chúng ta trồng thấp hơn chậu trồng thấp hơn chậu trồng bằng này giá thể và trồng bằng này là đẹp này đấy, trong quá trình các bạn trồng thì chúng ta sẽ trồng như vậy và tại sao trồng thấp như vậy chúng ta có thể bón phân tưới nước nó sẽ không bị bắn cái giá thể ra ngoài và cái thứ hai nữa là khi chúng ta rắc một vài viên phân ấy, chúng ta tưới thì phân nó cũng sẽ không bị rơi ra ngoài Đấy và nó rất là thẩm mỹ và sạch sẽ và chúng ta muốn nó bằng cái mặt chậu này đây là cái chậu ví dụ thôi nhé các bạn có thể sử dụng những cái chậu đẹp hơn đấy rất là nhiều chậu trồng địa lan Đấy, rất là nhiều chậu trồng địa lan chứ không phải là chúng ta trồng cái chậu nhựa này là ấy đâu chậu muống tàu này chậu muống các loại chậu muống phải không ạ Đấy, các loại chậu sành sứ chúng ta có thể sử dụng những cái chậu để chúng ta trồng những tác phẩm của mình đẹp lên Đấy, giá thể thì em nói khá là kỹ các bạn nhá giá thể này thì nhiều người hỏi bảo có cần phải xử lý gì không Đấy, chấu thì đốt qua một cái các bạn nhé đốt dở cháy dở Đấy, thứ hai nữa là xỉ than các bạn mang về chúng ta đập ra Đấy, viên bé bằng ngón tay cái này Đấy món to này này đấy thì chúng ta hãy ngâm nước cho em khoảng 10 ngày cái ngày nào các bạn cũng phải thay nước mục đích của nó để rửa cái độ mặn của cái của cái xỉ than đi đấy đấy để nó rửa cái độ mặn đi để cái giá thể nó 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 nó, nó toàn vẹn hơn thế thôi là xong hai bộ giá thể và trong quá trình chúng ta trồng tầm khoảng 3 đến 4 tháng thì chúng ta từ 3 tháng chỉ đi chúng ta có thể rắc phân được rồi đấy, hoặc là nếu mà bạn ở trồng tốt từ tháng thứ hai có rễ là chúng ta có thể rắc phân nhẹ qua mặt chậu được rồi và có một cái chi tiết cực kỳ quan trọng là cái địa lan nó không ăn nhiều chất dinh dưỡng Đấy, chúng ta chỉ cần rắc vài hạt lên trên này là được rồi Đấy, một vài uh, phân tan chậm của nhật hoặc là một vài phân thông minh của của nhật hoặc là phân trâu phân bò phân dê ủ ải chẳng hạn để chúng ta rắc lên đây được hoặc là chúng ta có thể là em thấy có một số chú nói là rắc đạm một vài hạt hạt đạm ure đấy cái đạm mà vọn vãi lúa đấy. đấy nhưng một vài hạt thôi nhé các bạn nhé cách xa gốc nó ra đấy, thì nó sẽ rất là ok đạm mọc lân đấy vài hạt thôi đừng 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 vào sát gốc mà rắc ra vài hạt thì cũng rất là tốt cho cây. À, đây là cái cách chia sẻ của em về cái cách về trồng và chăm sóc cái địa lan. thì còn những cái gì nữa thì em cũng mong là tất cả các anh chị các bạn chúng ta um, chúng ta tham mưu và chúng ta chia sẻ cho em thêm hoặc là chúng ta tư vấn cho em thêm để làm sao đây chúng em hoàn thiện được cái bộ môn địa lan rừng này và cũng báo cáo tất cả mọi người cái cái xu thế và cái phong trào chơi địa lan rừng đó. thì em nói thực sự với các bạn nó phát triển và nó cũng trong những năm tiếp theo thì nó sẽ vươn xa và nó sẽ có những cái rất là mới bởi vì là um, um, cái địa lan nó có rất là nhiều cái ưu việt Đấy, như cái món sản phẩm địa lan tứ thời thì thưa tất cả anh chị các bạn nó nở hoa qua quanh năm đúng không ạ cây còn cây địa lan mạc xuân đó, thì nó lại nở vào tết các bạn nhận Đấy, nó lại nở vào tết Đấy, thì em thấy rằng là nó có rất là nhiều cái đặc điểm ưu việt và những cái đặc điểm hay hơn các dòng phong lan khác em hy vọng rằng là cái món địa lan vẫn được mọi người chơi mọi người trồng và với cái cách chia sẻ của em trong video này có lẽ là động khá là trọn vẹn rồi đấy em chúc tất cả các cô chú anh chị các bạn chúng ta sẽ trồng được những cái tác phẩm địa lan mặc xuân địa lan mặt hoa đấy, hoặc địa lan tứ thời đẹp để chúng ta bổ sung vào cái bộ sưu tập và chúng ta cùng thỏa mãn với cái cuộc chơi địa lan rừng việt nam xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh chị các bạn vào những cái buổi livestream tiếp theo nhé